Bữa nay có một máy từ Twinpower, mình bán dùm ông chú quen mọi người ha. Có gì thì mình cái nào mình bán dùm thì nó bán dùm nha, thì mình anh em có cần liên hệ trực tiếp với chủ máy thì cũng được luôn. Tính mình là thoải mái lắm, tại vì mình xác định rõ là mặt hàng nào mà mình bán dùm á thì là khách yêu cầu sao thì mình đăng đúng giá như vậy, tức là mình không hề kê thêm đồng xu nào hết á, cho nên là hoàn toàn thoải mái. Anh em muốn nữa, anh em mà thích máy này á, anh em có thể ghé tiệm mình xem hàng trực tiếp, rồi mình cũng có thể là mời ông chú chủ máy qua hai bên cà phê rồi nọ, thoải mái để thỏa thuận giá cả này nọ. Tất nhiên là giá cái này á là ông chú nhờ mình bán là 6,5 triệu. Chú nói là con của chú bên Mỹ á mới mua gửi về cho chú, hàng còn rất đẹp mọi người nha. Đó, hàng giống như là trưng bày vậy đó, mình không có thấy dấu chày xước rồi này nọ, rất đẹp. Nhưng mà hơi nặng so với cái yêu cầu của chú á, cho nên là vừa mới về tới luôn, thì là chiều nay chú cầm qua mình để nhờ mình thanh lý lại để chú mua cái khác, tại vì là nó hơi to cho so với cái nhu cầu á. Giấy tờ sổ sách đầy đủ mọi người ha. Giá chú yêu cầu mình bán là 6,5 triệu. Mình xin nhắc lại là cái này là mình bán dùm hoàn toàn minh bạch nha anh em, mình công khai giá theo yêu cầu của chú, và chú có nói là chú có thể bớt thêm vài trăm, thì cái gì anh em có thể là ghé tiệm của mình ở 297/54 Lê Đức Thọ, phường 17 Gò Vấp để anh em xem hàng trực tiếp, rồi có thể là gặp chú thỏa thuận giá trực tiếp luôn cũng được. Đấy, còn nữa sau này mà bán được thì chú sẽ cho mình tiền cà phê cà pháo, cái đó là chuyện gọi là tùy tâm mọi người ha. Tính mình vậy, cái nào bán dùm thì mình cứ đăng đúng giá, mình không có kê lên xu nào đâu, cho nên là anh em có thể gặp trực tiếp chủ máy, nếu thích yêu cầu gặp trực tiếp chủ máy để thương lượng cũng hoàn toàn thoải mái vui vẻ luôn. Đây là sổ sách catalog, giấy tờ đầy đủ mọi người ha, túi theo máy nè. Đó, giá rẻ mọi người, giá anh thấy ok á, cái này phải nói là đẹp lắm, hàng gần như là trưng bày thôi, cho nên mình thấy là đẹp tuyệt vời luôn. Hiển nhiên là không có dấu chày nào mọi người ha. Cái tờ Win này là tờ Win đời 2015, chính xác là 2015, size 4000, phù hợp để anh em lua lóc chẽm chuyên nghiệp, lua biển, câu cá chép đồ này nọ thì quá tuyệt vời rồi. Chỉ có bị bám dấu vân tay thôi nha anh em, tại tay mình nó hay ra mồ hôi á, với lại mình cũng mới nghịch ba cái dầu nhớt cho nên là nó bị bám dấu vân tay mấy cái phần bóng bóng nha, mình lao cho là bóng lưỡng nè mọi người. Đó. Anh em thông cảm là máy này mình không có ship được mọi người nha, tại vì là giá trị của cái máy quá cao, rồi thêm vào đó là mình bán giùm người ta thôi chứ không phải là hàng của mình, cho nên là nếu mà lỡ ship đi mà mất mát tay quay hay gì đó thì cũng gọi là khổ mình lắm đó, cho nên là rất là khó xử đó mọi người. Mình thì mình cũng có thiện tâm mình bán giùm thôi, không chỉ là chú đó mà nhiều khách hàng nhiều khi là người ta kẹt này nọ, người ta cứ mang qua nhờ mình thanh lý giùm đó, thì mình đăng lên hầu như là bán được hết, tại vì là mức giá đưa ra rất là phù hợp. Nhưng mà một số mặt hàng mà giá trị nó nhỏ nhỏ thôi, ví dụ tầm cỡ 2 triệu mấy 3 triệu gì đó thì mình dám ship, còn cái này là vừa là đồ mới nè, rồi lại giá trị nó cũng cao, cho nên là anh em thông cảm là mình rất sợ cái chuyện hàng hóa nó bị trong quá trình vận chuyển đó, nó bị lắc lư qua lại, chày xước mớp hộp, rồi hoặc là xui thì nó mất tay quay hay mất nắp máy rồi lum la hết, cho nên là mình thì không có thu tiền lời trong cái việc này, cho nên là rất là khó xử, nên mình không có dám ship được nha anh em. Với lại là đồ mắc tiền, cho nên là anh em vẫn tốt nhất là anh em có thể là ghé xem hàng trực tiếp ha. Còn nếu anh em ở tỉnh xa thì có thể anh em nhờ người quen ở thành phố Hồ Chí Minh đó, cứ ghé tiệm mình xem hàng trực tiếp mọi người ha. Đó thì mình bán thiệt tình vậy là anh em cũng hiểu rồi ha. Giá thì mình thấy ok rồi đó, giá thì chú nói là cái này là con gái của chú mua cho chú ở bên thị trường Mỹ là $320, hoàn toàn là phù hợp rồi đó, mới mua về luôn. Thì là trưng bày bên Mỹ thôi, còn đem về đây là chú chưa có xài lần nào hết, chưa hề xài, tại vì là hồi chiều chú mang qua là nguyên cái gọi là nguyên hộp bao rồi này nọ bên ngoài luôn á, mới gửi về luôn á, mới nhận được luôn á, hoàn toàn chưa xài, chỉ mới tháo ra thấy cái size nó hơi to. Đấy, phải chi là 2,500 3,000 là chú giữ chú xài rồi. Đấy, cho nên là mình thấy là giá bán là khá là ok hết mọi người. Vấn đề còn lại là vấn đề tài chính thôi, nhưng mà cái duyên thôi. Đó, anh em nào mà đang tìm kiếm cái dòng Từ Twinpower này dùng để lua chuyên nghiệp này nọ, hoặc để sưu tầm, hoặc để lưu biển này nọ, thì đây là một cái giá cả mà mình thấy tuyệt vời. Rồi có gì mọi người cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại và Zalo mình để trên màn hình nha anh em. Rồi, cảm ơn anh em luôn ủng hộ mình nha.